Lưới cá đấu được hôm nay được giới thiệu với bà con dòng lập hay dòng lờ chuyên đánh bắt tôm, tép, cua, cá, cá đồng là gồm cá rô đồng này, cá lóc này, cá bống này, vân vân. Nói chung là dòng lập này là đánh hiệu quả và đánh đảm bảo với bà con là đánh bắt cực kỳ là thích. Dòng lập này nó làm được hoàn toàn bằng tre bà con nhé và được ráp lại với nhau. Thì sẽ có à đầu sẽ có cái video hướng dẫn chi tiết cho bà con ở phía sau cái đoạn giới thiệu này. Xin mời bà con cùng xem. Cột cái hai cái vành này lại, mình không có vành ong bự, mình cột hai cái vành này lại vậy nè. Cho cứng. Cho cứng rồi bắt đầu vô vành ong mồi. Vô vành ong mồi vô. Này. Cho nó nông cái lọt ra. Dễ để hôm vô. Rồi bắt đầu vô cái vành trước. Cái vành này là vành vô bỏ luôn nè. Vô gắn trong luôn. Gắn cho nó cứng trong luôn. Rồi bắt đầu vô cái hôm. Hôm trong là cái hôm dày. Hôm dày nè. Đó, hôm dày. Cái vô. Đường dây nằm bên kia. Đường dây nó nằm trên cái lỗ hôm hôm dày đó. Hôm dày là qua tỉ điểm kia rồi tới tỉ điểm khác. Rồi lấy kéo cái kéo xuống. Kéo cái cái dàn lông da, cái dàn lông nãy da. Cậu ba ơi, cậu ba. Con thấy ba gà nè. Để chút cậu ba phát cho. Rồi bắt đầu vô cái vành nông đầu. Cái rang như hồi nãy mình từ từ tim mình nè, kéo lên. Rồi bắt đầu vô cái hông ngoài là cái hông cục. Hông ngoài là cái hông cục mình để vô đây, bắt đầu mình kéo từ cái tim ở dưới này kéo dài lên rồi để y rang với cái lợp cái hông dưới cái đẩy cái theo tim này, tim của cái hông dưới tim này nè. Rồi đó là thấy rõ ràng phải không? Rồi bắt đầu lấy kéo kéo lên hai cái vật gì nhọn nhọn đó mình kéo lên cho nó đừng có mất. Đó là vậy là xong rồi đó. Rồi bắt đầu tới vô cái đít. Để vô cái đít. Đít mình cũng kéo đi ra như nãy vậy đó. Kéo dưới già lên nè, trung tâm cái đít đó. Nhớ cái chiều nha. Rồi. Đó. Chiều này là chiều thẳng nè. Tao cho con mượn đi. Rồi xong. Rồi xong rồi đó. Đây cái đít vô xong rồi nó gì? Đó. Thì đít vô xong bắt đầu lật lại nứt. Có thể mình kéo lên cái xuống gì. Đổ ra gì để chút tép chút cá. Rồi đây là mấy cái dành nè. Năm dành. Sau khi mình vô xong thì nó như vậy. Cái đường dây thì nó nằm như vậy nè. Còn cái lỗ hôm thì nó nằm như vậy. Đó. Rồi tiếp theo mình lấy mấy con dây mình buộc cái dành mình vô á. Nứt lại. Vô mấy cái này để cho nó chắc là nó vịn lại.